là từ nay trở đi trên dân gian thì cha già vắng bóng, về chân con đương về chỉ còn một chân nào đi một còi đang tìm cha thì nào có những con chỉ còn mình anh là nhà đời sớm con ra vào các con Thank you.
phận này chim chết khỏi đàn mẹ kêu là buồn buồn ta có con xin cho anh lại cha ta đã chúng con về đây chỉ đâu còn ba mắt quê à.
trời cho con chồng bao nhiêu con chân chân đường lòng tục đẩy đầy theo niềm tâm hương đi hồn hồ chúng con buồn về trời hiếu ân chúng con chúng con làm kiếp này chúng con chưa bao nhiêu được cha thì kiếp sau kiếp sau thì anh em con xin được bao nhiêu được cha chúng con mẹ cha ơi con kiều con thì chúng con nhờ kiếp cha ơi bây giờ bác ông về đây và chúc cho anh chào chú ơi ông ơi chúc cho anh linh sàng lúc nào cha cũng bảo là cha thương chỉ ông con và con sâu vì chồng cho con chẳng còn bao nhiêu việc to việc nhỏ thì đến đây chúng con gây bây giờ cha mất không còn thì chúng con thay chồng để bao nhiêu cho cha lúc tuổi già cha ơi bây giờ cha con có bán được không để dâng lên một cha tâm này đây nay là hành lý chân thân theo bên mình cha ơi chỉ chân phân này chúng con cùng thế cùng cha con này cha sao con có bảo với dân làng ơi, sao con có bảo với anh em con gì đi ra con xin cảm ơn các con có bảo các cổ các cơ các ở đây chúa thiên tử chúng con có tuần cơm tuần nước y có tuần đi chồng
Thank you.
Chúc con thơ khói mưa không hoa.
thế đã đồng cảm cùng toàn thể gia đình anh em năm cháu mình đầu thân làm bàn lớp con khi được không cần công đau đớn đó là bắt con và chính chúa công công cha ơi nó già đắp lòng cho bỏ chúng con làm bữa cơm khi được phép này thì mà ai khi được bắt đầu đầu mà ai sang xin để cùng với toàn thể gia đình con cháu để tìm cha tìm ông vợ đi tìm chồng để đưa cha đưa chồng đưa ông nhưng chiếc đòi rồng đó là quyền bản nhã đêm nay để cô về về cùng được người tìm đồ về đêm nay cùng với chồng đòi rồng không thì ngày thành nhờ mà toàn thể anh em con cháu xa gần ta con hàng xóm đủ đông để đi đồng thêm trong mái đò để xem tâm trả tiền đò giúp cho thêm đò rồng giờ đến đây xin mời toàn thể gia đình con cháu này hãy ngoài sân về cùng với xuân dương để đi tìm cha tìm ông để giúp cha giúp con thêm đò rồng xin mời các chị các cô các bác sẽ ngoài sân để chuẩn bị đón cha để giúp cho đi đò
nào mà vắng. Tháng gặp được cha thì con ơi. Cha ơi, giờ con vẫn quay cho mẹ anh không? Tên năm canh để con ngồi con khóc. Thì cha hiền mẹ cho ta không. Thật thương các con dâu hiền. Cha bảo rằng muốn tìm được cha. Thì phải sang nơi đây rồi tìm cha để đưa cha lên đò dòng. Để trở về đến kia hồng an thiên cảnh. Các con gọi cha, cha ra hỏi yêu đến cha. Lúc này tôi mở các cháu cũng chả thế nào ra hỏi người đến đâu. Thế thì thôi. À đến chỗ. Ông ơi, cháu xuống đây đây con chỉ có mấy hào thôi. Con cho ông để ông ăn quà nha. Thế thế thì ông đổ chỉ cho cháu là sớm là con lấy yêu để con được lấy vợ. Để cho mẹ con mừng. Nhưng người con chung yêu rất muốn hồng hoặc cả để tìm ra. Nay con nhớ nhớ cha là nên đôi hơi phải ra đây thân tâm linh một trại là thay chiếc tình cha là về đến của Phật nhà khi cha Phật. Gần 20 rồi, ôi trời ơi, đúng là người già như chí chẳng đi làm mà. Cô quá là thông minh, thế đêm nay cô này nhiệt tình. Rồi con cháu này thờ đầy nghĩa này cô này năm đấy gần 100 tuổi rồi, mà hát hay quá, thông minh quá. Cái này thì con cháu quý hóa lắm. Cô ngồi đây con bảo cô, trước kia là con chưa nhận tiền thì con chúc cho cô nhá. Ơi, chúc cho cụ bách gia hai lão, lão là đừng đổ nhá. Cái tiền của ai đấy cụ ơi? Tất cả của gia đình con cháu đều một cái các cụ ở đây. Thế mà con tin tưởng là tiền của anh chị Quân cơ. Đấy, tưởng là tiền của anh chị Quân đi đâu xuống cơ. Chưa thấy đâu. Lấy con xin cảm ơn đi các cụ cùng anh em con cháu đã có vì lòng. Chị ơi, chúc cho chị mời anh quân
Thank you.
con ra con gọi con lái đò để xem có lòng thương để cho cha được xoát đò cho không con luôn. Trong buổi đêm trả lời con cha nha. Vội gì thì vội, không có tiền để đạo thì cứ để đến năm 2024 đạo mới hiểu. Trời ơi, cha ơi, cha có nghe tiền gì không? Ông ngái bảo thế nào cứ để con. Ông ngái đò bảo rằng, bên thương mắt này ông rất ngày sau thương. Tuổi về già mắt này mập mờ, cha muốn sang đò cha cứ ngồi chờ. Ông ấy bảo rằng có tiền thì lòng chờ chơi, cho vui sống cho người sáng sâu ấy mà còn tiền không nào ở. Cha cứ ngồi đây vài ba bốn hôm đi ông đi chậm. Cha cũng có nhiều tiền, thế nhưng mà cha thấy người khổ ải cũng nên cha cho người ta hết rồi. Thế bây giờ đến phần cha thì tiền hết gạo không, bây giờ thì cũng chẳng có yên, xin nhân mày làm gì đâu con ạ. Con đến đây con gọi các con các cháu, anh em đồng ngoại gần xa, hãy mỗi người một ly một ngay để bỏ đạo có tiền để xem con ái có lòng thương tới cha để cho cha được thăm đồ thông quan. Ông ơi, buổi chiều bây giờ con đang khóc ông xin à, cho bây giờ ông chuẩn bị pha đòa. Chú ơi, ông kính đợi con cho chú tiền đòa đấy. Chú nhận đấy chú nhá. Đêm nay các con trai gái sầu nhà rồi. Thank you.
con cháu trả tiền đồ ông nãy bảo rằng đêm nay là sắp có bão. Ông nãy bảo rằng đồ này là cháu đồng ý tiền mẹ đã thịt. Con cháu trả tiền đồ ông nãy bảo rằng đồ này là sắp có bão. Bây giờ để ông ra con gọi ông nãy bùa được trai lên đồ ạ. Chân yên, chân yên, chân yên. Khách kêu ban ấy lại là phụ ông về đến phòng một tháng ngày đó lòng nào ấy lại cãi căng thuyền của nào là của tướng thật và không sáng đoán ắt là hồi thôi được rồi đến quốc thiên mà trời nó tốt bảo cũng sập phòng là một chèo trở cho sang. Nhưng đồ Hà Lão vẫn chưa đáp ước khai quang. Thế anh em quan cháu trả tiền đồ cho cụ để Lão ra khai quang sắp tạ. Nhanh nhanh ông ấy đó ơi. Thế là cha đã được lấy đồ rồng rồi. Thế bây giờ cha đi ra xứ đồ. Cha sang bên này, sang bên kia. Cha chào con, chào cháu một câu. Rồi cha lên đồ cho bác mẹ nha. Con ơi, trước khi cha ra đi thì cha khoán đôi lời căn dặn các con. Thôi, cha chào các cụ, cha chào các con sống rồi cha về bên kia bồng ai thiên cảnh. Cha về thiên cảnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thánh vắng vẻ. Ngài có thánh linh mà ngài ta vẫn gọi nóng vừa và bên trong mắt đặt nó phải đi luôn chứ, tình mê đó.